Hôm nay thì em lại về quê của Lê Nga cả nhà. Đây, cảnh quê của Lê Nga đây. Cả nhà thấy không, là mít nha. Nhà Lê Nga thì trồng mít với trồng cây này là cây cóc nha cả nhà. Thì cũng cái thao cũ nha cả nhà, thì cũng bộ đồ nghề của em đây. Cả nhà thấy không? Em chỉ đem đồ nghề của em thôi. Đó. Em đem cái khăn để em la tay cả nhà. Rồi đây Lê Nga đây cả nhà. Xin chào cả nhà, mình nghe đã đến với kênh Lê Nga Vlog. Hôm nay em về quê, tại nói chung là em về ngày hôm qua, bữa nay em kêu chị Linh vô. Em hồi tối hồi phi em với anh trai có đi đặt mấy cái lợp cua cả nhà. Bữa nay em về em đi bắt cua, em giở lợp. Bắt cua làm chi vậy? Có gì bắt mấy, bắt cua đặng nếu mà có thì làm lẩu. Tại ngày mai nhà em đếm dỗ phải không? Dỗ ba em. Bữa nay Lê Nga sẽ đi giở lợp cua cả nhà. Thì đặt hồi tối thì sáng nay thì mình sẽ dở chung thôi nó đi hết. Rồi để mà nếu mà có cua thì ngày mai làm lẩu cua đồng. Mà nếu mà không có cua thì ngày mai ăn cái gì kho hồi nãy. Không, bò kho thôi. Chứ còn mà không có cua thì mình chỉ có mình ăn lẩu. Lẩu gì? Cái gì đó, cua lao dung. Hồi nãy thì thấy anh Năm anh có luộc tim nè. Rồi thịt heo gì luộc nhiều lắm rồi. Giờ mình có lẩu, nếu mà có cua thì làm lẩu cua đồng, mà không có thì thôi. Rồi thôi mình đi nha. Em về nhà theo em nha. Đây. Bữa nay có gì em bắt mấy hết nữa. Mỗi lần mà em về quê, em về tới đến quê ai lại cũng sợ. Em đố chị cái này là gì? Cái đó hả? Ừ, để làm gì? Không biết luôn. Để lợp cua khi mình dở xong á. Em không biết cái đó để làm cái gì luôn cả nhà. Này, em cũng có cái thao nghe, chứ không phải mà không có đâu nghe. Đây. Cái thao đựng đồ nghề của em đó. Em sẽ đi theo Lê Nga coi nó bắt được cái gì nha cả nhà. Tối em với nhưng mà quan trọng là nhớ chỗ không trời? Nhớ, không nhớ. Trời đặt mà không nhớ hả? Ở trong cái mương nhà thì cua rất là nhiều cả nhà, nhưng mà mình bắt tay không thì hơi khó nha. Mình đặt cái lợp cua thì mình đặt lợp cua thì nó sẽ dễ bắt hơn. Tối hai anh em đi đặt sớm. Ở đây này nè, đụng rồi nè. Cái giò chị nè. Ôi chứ. Để cho Nga nó dở rồi cả nhà, em không biết dở rồi mất công chạy hết trơn của nó. Cái lợp tới đâu chạy. Đây. Cua nó ra sao? Em hót nè. Đâu đâu. Nói chung mấy nè. Có nghe cả nhà. Đó. Được hai con. Mấy con? Hai con, một con cằn cành với con gì? Một con càng cành, coi như là nói chung là nạn cặp vợ chồng. Con được con cái. Đó, cặp vợ chồng, đừng cặp vợ chồng rồi. Nói chung nhà em thì cái gì không có, chứ nói về ốc. Chứ cua với gì? Cái đồng thì không xin. Chỉ cái vuông nhà, cái mương nhà, cái kêu bằng cái gì ta, nói cái vuông hoài quên. Cái mương. Không phải. Cái bờ. Nhưng mà cũng kêu bằng cái mương được vậy? Đây cái này là em đựng dụng cụ này. Em đặt nhiều lắm cả nhà, cỡ khoảng chừng 10-20 cái. Một hồi tụi em sẽ qua bên phía bên kia mò cả nhà. Bên kia thì hang nhiều hơn, bữa hổm có mò một lần rồi nha. Nhiều lắm, đặt phun thuốc trên. Ở đây thì mình chỉ đi dở lập cua thôi. Cái mương này là cái mương ganh đó cả nhà. Cái mương ganh thì nó cũng không có hang nhiều bằng cái mương bên kia. Cỏ nó cũng nhiều nữa, bên kia chấm hơn. Không nói nào nghe thì nhà em cái gì cũng có, chứ cá sặc nè, cá lóc nè. Cái gì nó rõ ràng. Cá sặc. Nó rõ ràng lại coi. Cá sặc, cá lóc. Là bao? Bao nha. Thục hang nè. Thục hang. Để không. Nhưng mà trước khi mình thục hang cái nhà hoặc là mình dặm dấu đó, là mình phải đi dặm, phải quậy nát cái mương. Đúng không? Mò mấy cái. Quậy ma nát cái mương thì nó sẽ vô cái hang. Tụi em giờ đi vòng trước đi, hồi quay lại tính sao. Thằng bé âm thầm đi vào ngôi nhà. Em đặt tuốt ở trên lên, tuốt trên luôn. Ừ, cái vuông đây rồi bên bệnh. Cái mười mấy cái hả? Ừ, rồi. Sâu quá sâu rồi. À đây con cái nha cả nhà. Dạ anh có không? Dạ có chứ. Ừ. Wow. Cái này được 5 con nha. 6 con bà ơi, biết kiếm không? Đó, có con nhỏ nhỏ nó nằm bên góc rồi cả nhà, em không thấy nha. 6 con nha. Nó ăn hết trơn mồi luôn trời, hồi tối ba cái mồi một cá. Cá nhiều. Ừ.
Vậy là có tương lai mai có lỗi. Vậy là em bảo đảm cho cả nhà mình sẽ có lỗ cua đồng. Bây giờ với tỷ nãy mấy con, nãy hai con phải không? Sáu con là tám con thì mình cũng có mùi cua đồng. Cũng có mùi cũng được rồi. Ai bữa nay đóng gông thiệt nha. Hôm qua hôm kia không đóng gông nhưng bữa nay có đóng gông nha. Cái này là cái mương. Chết rồi, cái này em cầm cái vỏ ở ngoài. Nè cả nhà, cái này mà cái đọt có muốn gì mà kêu lên ra hái mà nó không chịu. Nó ngon mà cái tược. Tược gì cái đọt nó không chết nè. Đây nè, cái đọt mà nó không chua, cái tược nó ăn lẩu. Rồi không được à. Nè, nó ngon chết mà nó không chịu hái nè cả nhà. Được mà nó ngon. Cả nhà thấy non không? Ăn lên ra không hái em bỏ vô cái thùng đồ nghề em. Thôi để đó đi ngay dơ cái thùng đồ nghề chị hết nè. Nè để dùng cái thao đi, đó, hai cọng kìa. Cái đọt nó không chết mà nó không chịu. Nè, cái này nè. Cái này ăn lẩu nó mới ok. Nó giòn phải không? Nó lá nhiều. Nè cái nhà có biết cây lá thuốc dồi không cả nhà? Đây có cây thuốc dồi nha. Cái gì? Đó. Cái này là không phải dồi tía hả? À tía mà phải nó tốt. Cái gì dưới đây vậy? Cái gì dưới đây nè bà ơi bà. Trời ơi trời, nó đặt cái gặp cua. Đây cái nhà. Nè. Đây nè. Cái gặp cua ở đây mà nó không biết. Nè dính ba con nữa nè. Trời ơi thôi nó bỏ rồi thấy chưa. Thôi thua luôn rồi. Thua em gái luôn rồi. Là nhiêu rồi? Hồi nãy 7 con, 8 con. 8 với 3 là 11. Rồi có cua ăn rồi cả nhà. Đây. Thì là có lẩu cua đồng rồi đó. Có lẩu cua đồng rồi. Một chút xíu nữa bỏ luôn rồi đó cả nhà. Hồi em kiếm, em kiểm nó cũng thiếu rồi em biết rồi. Giống như bữa đó đi thả lưới đó thiếu rồi, cần biết cái ở quên thả câu đó mất tiêu luôn chứ kiếm đâu. Bữa hôm mất phải không? Hai chai. Thôi vậy em đi trước rồi cả nhà. Em gặp ba đọt có muốn nhiều quá. Đây. Cái nhà thấy đọt có muốn non không nè. Nhiều lắm nha. Ừ. Một gừng quá mai nở. Gì vậy? Ghê không? Cái ghê không? Em nói gì đây? Em đang làm gì? Ủa hái gào chi? Hồng nhúng lẩu luôn hả? Biết lẩu gì không? Cua đồng. Tào lao. Cái lẩu gì? Vịt tấy xả. Cũng nhúng gào này được luôn hả? Được. Cái đó là lẩu ngọt mình. Gào dịu cả nhà. Gào dịu với gào. Có thuốc dồi. Có thuốc dồi. Đó nãy giờ thì Lê Nga nó cũng dở được nhiều cả nhà. Nhiều gặp rồi. Nãy giờ nhiều gặp rồi. Ngoài cả nhà. Đó. Mà biết sao cả nhà biết sao không? Dở lên là mình lấy con cua ra nó rất là khó luôn cả nhà, nó rất là nó dính nha chậm lắm, nó cắn cái gặp cua mình đó. Hồi nãy em quên lấy cái dao hoặc cái kéo theo. Cắt cái ngạnh hả? Cắt đó. Cái cắt luôn cái gặp. Tụi em về là anh Năm anh sợ lắm, sợ vậy, tụi em vậy. Trai nữa nè. Đây. Cả nhà thấy được nhiều nha, nhưng mà bên phía bên kia còn cái nhà đấy tụi em đi dở nữa nha. Dạ, trong thời gian chờ đợi thì cho Nga nó đi hái rau đi. Ủa chờ đợi cái gì? Chờ đợi hái rau hả? Chờ đợi hái rau. Đợi nướng lẩu. Trời ơi, đầu giò cánh vịt hầm xả, gió đầu cành quên. Nói cho sang chút. Cả nhà biết bữa nay là em dở gặp này gặp gì? Cua này là cua gì biết không cả nhà? Đây là cua Bắc Kinh. Bắc Ký Kinh gọi là cua Bắc Kinh. Trời sang quá ha, bữa nay đãi cua Bắc Kinh rồi ha. Chỉ có đây. Cua Bắc Kinh càng. Ai ạ? Té xuống một cái thì công giả chàng. Đây, tụi em không biết bắt được cá mắm gì không cả nhà, nhưng mà sẽ đem cái thùng nha, nếu mình dính cá thì sẽ bỏ vô thùng nha cả nhà. Chứ không thôi bỏ vô thao nó nhảy hết trơn, không còn con ăn. Nó chỉ lên. Đi ghét rồi, lỡ bờ hết trơn à. Đây cái bọc đồ nghề của em. Đi đâu cũng phải có cái thao để bọc đồ nghề cả nhà. Đấy, có khi mình lau tay chứ không thôi dơ cái cây quay nha. Đó, lên đây cũng ngồi nó cũng muốn hái nữa nè. Vậy gọi dịu gì không hái được. Gọi gấp cái thùng xuống mương lại rồi. Cả nhà thấy cái thùng em nó gấp xuống mương lại rồi. Chị biết sao mà gạo dịu này non không? Thì mới làm đất lên chứ gì. Ồ thông minh ta. Trời ơi gì chỉ biết, chỉ biết điều chứ không biết thôi. Bây giờ đứa nào xuống dưới vớt cái thùng lên. Kìa cái thùng chìm mẹ nó xuống. Cái thùng nó đâu ra vậy? Cái thùng nó chìm.
Nhiều cua đây là cũng ngon quá rồi. Ê, cái này mình cắm vô một cái nó ép cái nó ngọt ngon. Ai con đĩa hay vậy bà? Đâu? Đây nè. Tào lao, ở đây làm gì có đĩa bà nội. Trời trời, em hú hồn cái nhà. Em sợ con này nha. Cái nhà thấy không? Đó. Làm cũng giật mầm, ủi giật mình. Trời ơi trời, hú hồn hú vía hết trơn à. Cái con này mà nó đu em là em tuột cái quần em chạy luôn. Thôi giờ em xuống dưới em lấy cái thùng lên giùm chị. Đi nha. Thôi khỏi đi hái nó đi. Như lấy cái thùng lên kìa, hỏi chị mất tiêu bây giờ. Gắn cái thùng chứ. Trời trời, trèo lên kìa, xuống lỡ bờ cũng chịu chết. Hồi nãy chị đạp vô lỡ bờ của ông mẹ nè, còn gì. Nè, nắm tay không? Thôi khỏi. Nắm tay nè. Thôi tự sướng. Tự sướng. Tự lên. Trời ơi. Trời ơi. Thôi mình qua bên bờ bên kia cả nhà. Trời ơi, em mệt á, thở mệt á cả nhà. Bây giờ tụi em sẽ đi giả lụp cua xong sẽ quậy đục nước nha cả nhà. Mình quậy đục nước. Mấy cái hàng yên im không? Ừ. Mình quậy đục nước thì cá nó mới vô hoang được nha. Thì tụi em cũng dẫn đem cái thùng theo đi. Chứ mà thao thì nó sẽ nhảy ra nha. Quẩy lên, quẩy lên. Bởi giữ lên rồi chứ. Cái này được mấy con? Năm con ở cả nhà. Giờ kêu em đếm được hết nhá. Trời ơi, sao mà thì cái cầm cái này mệt chết. Dục lên đi. Thôi dục đại cái này, gặp cái điên hồi mình dục sao, mình gỡ sao. Chứ giờ gỡ khó lắm, gỡ lâu lắm cả nhà ơi. Đây, được 5 con. Dục ba cái này lên luôn đi. Nó ra nhà biết hồi nãy giờ tụi em gỡ nhiêu đó là cũng mệt luôn, mệt thở luôn á. Mệt không thở được không? Không. Mà không thở không được. Này. Cua bắt kinh cà cành. Thôi cái nó ngoẻo. Nó khô rồi. Nó bị nước vô là nấy à. Thả nước vô được không? Được nè. Thả kêu này đang cái kia. Nó cái nhà thấy không? Gỡ ra nó rất là khó. Bởi vì nó vô được mà nó ra không được là gì, cả nhà. Nó muốn ra thì nó chỉ có cắn cái lò nó ra thôi. Cái lợp cái lò gì em biết, cái này kia bằng cái gì nữa cả nhà, nào vậy em không biết cái vụ này nha. Cái lò, cái này kia bằng cái gì, muốn ra là cắn cái lò mới ra. Ai muốn ra cắn lò ra. Cái này là gì chị đâu biết, thì chị mới nói là cái lò đó. Cắn cái lò không? Ừ, cái lò đẩy lên không hỏi nó bò ra nó quá hả cả nhà. Bữa nay là em sẽ hẹn ngày mai thì sẽ có một nồi, ngày mai mới ăn cả nhà. Chiều nay thì em đi về rồi. Không biết mời, không biết mời em có vô không thì em chưa có biết nha cả nhà. Đây mấy cái hàng này đi thôi. Nó mới đụng con gì nghe ơi. Hả? Mới đụng con gì nó nhấc nhớ ghê mẹ ơi. Trời ơi. Trời trời. Em mới đụng cái con gì nó nhấc nhớ ghê lắm trời. Đây một cái nữa hả? Ừ. 5 con nữa hả? Trời ơi quá trời. Cái càng trình ở nhà hồi thôi. Nó nghe nè, đụng cái con gì nhấc nhớ nó bự lắm nghe. Quậy giờ mình quậy cho nó vô hang đi. Hồi bữa hổm về quê cũng vậy nữa cả nhà. Anh đi ngang đụng với con gì nhất nhất súng nhau chạy, ai ngờ con lương chết. Nhớ biết em con cười xỉu. Ai ngờ con lương phóng lên bờ hết trơn. Thiệt xuống mương mà đụng con gì nhất nhất sợ em không? Không, à, ví dụ mương lạ kia còn mương quen là biết hết trơn rồi. Chị về quê, lâu lâu chị mới về quê lần biết lạ quen. Nói giờ mình đẩy cái thùng đi trước đi, mệt quá, nổi chìm nữa rồi. Chìm xuồng nữa rồi. Chưa mò cá mà thủ thùng lại đi thì chứ. À chứ giả tỷ một hồi mày mò dính rồi mày mò dính rồi mày lấy gì mày đỡ. Lỏng luôn quần. Đây cả nhà. Thấy cái cây này là cái gì? Cây cỏ thuốc giòn ngon không? Nhà anh hái vô nó nhúng lỏng đó. Giờ em cũng bắt chước hái đi. Non quá non. Cái lợp cuối cùng. Đây là cái lợp cuối cùng rồi cả nhà, thì tụi em thành sao dục bên đất đó rồi. Dục bên mét nào cũng mét đi, hồi dễ gom. Đây thì tụi em thành quả được nhiêu cua nha.
Nè, mấy ký ta? 3-4 ký vậy? Này, căng mới biết chứ, đón rồi. Không biết chính xác chị. Cái này 3-4 ký thôi nha. Đây, nó mình để dao á, để dao cái nó tấm nó ra được. Dục ra bên bờ luôn hả? Mà bán cái này xong rồi mua lại cua xay là cũng mệt nha. Cái này bán 1 ký 50 nha, ai mua em bán. Chị bán thôi, ngày em cũng bán nè. À, em bán mấy cua này thì ngày mai lên ra sẽ đãi cái món khác nha cả nhà. Để mấy cái cọng dao này nè, cái bò dễ bò ra. Rồi tụi em sẽ đi một cá cả nhà. Tụi em đã bỏ cua vô trong cái thùng rồi cả nhà. Đây, không biết cả nhà mình thấy không? Bỏ con thao thì sợ nó bò ra, tụi em sẽ đi một cái nha. Đây thì mấy cái gặp của tụi em bỏ trên đây. Có ốc nha. Có ốc hết hồn. Hết hồn. Đây có ốc nghe hết hồn. Đúng hang. Đúng hang hả? Đây cả nhà. Một con ốc. Rồi đó. Hang sau. Hang sau thì không có gì hết. Cái hang nào mà ngã chui vô dừa mới có cá. Không, đụng cá nè, đừng giỡn chị. Có không? Xấu. Có không? Thọt giò vô thử coi. Thọt ông nội em chứ thọt giò. Ê, có cá nội ra đâu vậy? Ê, cái gì mà nấy vậy ta? Dạ. Cái gì nữa? Nó đó. Em đi thôi, em dắt em té vô động. cái nhà biết mình đi xuống mương là đi rất là khó nha. Tại vì mình không có biết được là. Ê, cái thao của em. Để em đi gửi cái thao của nó mới được. Em đố chị có cá không nè? Chưa, đợi chị chút, để chị đi lụm cái thao của em cái đi tính. Dạ. Nè, cái thao của em nè em. Nó đập em thấy bà nội em luôn. Thôi chắc có cá thôi nha. Ê, cái thao của em mà cái thao của chị. Cái thao của chị. Con luôn, giống mẹ một con. Thao em mà em dục đó. U. U hết kem. Em đè cái chân. U ngon ác thì ca. Một con cá. Làm tràn nhỏ cho bà. Trời ơi. Nhảy không? Nó nhảy không? Nó cứ ra. Nè. Nó gọi nó bị nè. Nó bị đứt tay rồi cái nhà. Bị đâm rồi đó. Còn con. Còn con hả? Cái điện thoại chị chảnh chắc hồi nó bùng bùng. Nó bùng bùng quá. Nó cháy. Con được con cái. Đây. Nó nhà thấy không? Nó sao bà cố. Vô mánh này. Bữa nay tụi em vô mánh này nha. Ê, chị ăn cá chê nướng không? Cá chê nướng hả? Không, bữa nay đi đám tiệc cá chê nướng gì trời. Cái này có môn cho chị đem về ăn thì được. Ừ. Giống như cái con hôm bữa đó. Rồi em thở mệt quá. Ê, con này bự hơn. Mày chỉ con. Ôi. Nó bự. Ở nhà thấy con cá chê nó bự không? Con này là con đực. Con nãy là con cá. Ủa sao mà một hang lên hai con ta? Con đực con cá. Rồi. Ở nhà thấy ngon chưa? Ê, đừng có cho vô nước, em vô nước rồi nó nhảy á. Đã quá rồi. Quá đã rồi. Em là phái cái chơi làm gì chị biết không? Làm gì? Viên mắm rừng. Mắm rừng hả? Mắm rừng mới chịu à. Thôi chị dục cái thao chị lên đây đi cho mát thôi. Lấy cái khăn theo thôi. Chứ không thôi hồi là nó nóng điện thoại lắm. Trời, hôm trước ông anh em á, ông bắt Tết á, ông xiết nước ra cạn chị biết nhiêu cá không? Mấy ký cá luôn. Cái nhà thấy dễ ăn. Tụi em lại tiếp tục cái nhà. Em gió. À kìa kìa con cái cọng cái muống nó ngon quá kìa. Có đi ngang nữa. Ai có nhổ mấy cái cù nèo không? Bữa nay chắc đóng gông quá à. Thường thường tụi em lại vô trong mương này thì sẽ đóng gông rồi cả nhà. Cái gì đóng gông bà nội? Thì gì đóng gông tự biết chứ.
Rồi em nãy giờ đi nắng nôi nực nội quá rồi. Nhưng mà dưới nước này cũng đỡ nè cả nhà. Kêu hồi kìa kìa cái tông cua nèo kia kìa. Đấy, tự. Bông cua nèo. Béo cua nồng, bông cua nèo. Chèn trước có cái gì dở hay có? Ốc nè. Lợp cái léo gì? Dở không? Thôi nhỏ nhỏ bắt chi bà. Phải. Ốc mùa lạnh này nó vô hiên. Nè có cọc cua nèo bự nè bà. Cua nèo non non vậy mà nó không cho em hái đâu nha. Nó ăn cái bông ngon hơn. Bông bụi hơn. Để cái máy lên cũng. Wow. Thôi cô máy xéo mua nhóc rồi hái chi nữa bà. Vậy dở này lên đây có nha. Nhiều nè. Để cho nó có đi. Để tụi em dở thì có gì không cả nhà? Có gì không? Có tép, có tép. Có tép nhiều lắm. Có tép con nhỏ nhỏ không à. Trời ơi, nè chị dùm cái đám má thiên nhiên này nữa. Thiên nhiên. Nè. Nhưng mà ở này để cho nó mọc nó đi. Mọc đâu, mai ăn lẩu nè. Mai ăn lẩu thì sáng mua gọi đó. Mua gọi hồi chiều nay ăn ấy đó bà. Dịp. Chị lộn hoài luôn đi. Quên. Vẫn là hai con cá. Không có gì thay đổi. Ê, dưới chân chỉ có con gì nè bà ơi bà. Gì? Nè nè nè. Mày thọt xuống đi, mày thọt cái này nè. Cái ngay dưới chân tao nè. Ủa, nó mềm xèo mà bà nói ghê chứ mẹ. Gì vậy? À con ở con cá rô. Có không? Có con cá rô. Đâu rồi? Có mà đâu rồi? Nếu mà em xuống 5 cm nữa là sẽ có con cá rô. 5 phân chứ. Em đố chị con gì? Nó dính con gì vậy cả nhà? Em nhấc nhở hả? Trời. Trời ơi. Trời ơi. Em đạp trúng cái đuôi nữa cả nhà. Trời ơi. Rồi bữa nay là tụi em sẽ có 3 con nha. Đó. Cả nhà thấy không? Đi dặm dấu một hồi là sẽ lại là có dấu á cả nhà, là nó sẽ có cá nó vô cái dấu chân á. Em mò nữa coi có không? Mò hồi dính cá vô. Đây vô mánh rồi. Nó chú hay dưới sình đó cả nhà. Em đạp lên trúng đó. Tới chỗ ấy nè. Thôi vậy 3 con đủ ăn hả? Thôi, tụi em gom đồ vô cả nhà. Bữa nay nhà đám tiệc ở nhà mình bắt nhiều cá với gạo khô hết luôn. Với nhiều cua được rồi. Đây có trái mít nha. Rồi gom đồ vô đi. Vụn mít mà chị. Nè, đây. Rồi cái thau của em đây. Cái khăn của em thì nó nhẹp nó nhẹp chân. Đây ruộng đồ vô cái thành quả được nhiêu. Cái này cái bọc bánh mì. Bọc đồ nghề em, đó, có nhiêu đó. Đứng đây đi. Cua nó chết hết chị ơi. Mau lên vô làm. Đây. Đây. Hôm nay là có thu nhập. Quả cả nhà. Cái thành quả nha. Đây. Chút xíu nữa là cái giò em là no với con cá này cả nhà, em mà đập mạnh chút xíu nữa là đập tiêu bể. Em mà. Gọi là cái gì ta, đập cũng bể sọ. Chút xíu nữa mà em mà đạp, em mà đi mạnh chút là cái giò em là. Ê, bữa nay mình khỏi không nổi. Ừ, thôi đi mình vô đi. Đây bữa nay làm chuyện, mất làm chuyện tụi em gấp vô cả nhà. Đây là vô nhà chào. Thôi ở đây mình tạm biệt cả nhà luôn đi. Đó, bữa nay là trúng mánh nha. Em hỏi em sẽ bắt 2 con cá này em xin nó về. Ủa, chị biết là tổng cộng không? Không, chị lấy 2 con, chị lấy chị 3 con với bà. Bộ mày tính cho tao 3 con hả? Không ai ăn đâu. Đây đó. Rồi, nè cả nhà. Cua nhiều lắm luôn á. Đó. Đây có lẩu cua đồng. Ngày mai chứ lộn. Ngày mai nha cả nhà. Em thì có thể là được ăn cua này hoặc là cũng không có thể nha. Nếu mai em vô mới được ăn nha. Rồi thôi tạm biệt cả nhà. Rồi. Mình vô. À, em xin tạm biệt cả nhà. Em xin chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Được. Không cả nhà ủng hộ kênh Lê Nga Vlog. Thôi tụi em vô cả nhà ơi, đây thành quả đây nó. Đức quỷ luôn. Rồi kìa, rồi ai cầm đó? Em luôn chứ. Ừ, em cầm đi rồi chị thì ôm cái thao chị thôi.